9. Vô phược giải thoát hồi hướng 10. Pháp giới vô lượng hồi hướng Tất cả Bồ Tát đầy đủ 10 thứ tạng 1. Tín tạng 2. Giới tạng 3. Tạm tạng 4. Quý tạng 5. Văn tạng 6. Phí tạng 7. Huệ tạng 8. Niệm tạng 9. Trí tạng 10. Biện tạng Tất cả Bồ Tát đắc được 10 địa 1. Hoan hỷ địa 2. Ly cấu địa 3. Phát quang địa 4. Diệm huệ địa 5. Nan thắng địa 6. Hiện tiền địa 7. Viễn hành địa 8. Bất động địa 9. Thiện huệ địa 10. Pháp vân địa Tất cả Bồ Tát đều phát 10 thứ nguyện 1. Lễ kính chư Phật 2. Sưng tán như lai 3. Quảng tu cúng dường 4. Sám hối nghiệp chướng 5. Tùy hỷ công đức 6. Thình truyền Pháp luân 7. Thỉnh Phật trụ thế 8. Thường tùy Phật học 9. Hằng thuận chúng sinh 10. Phổ dài hồi hướng Tất cả Bồ Tát đều tu 10 thứ định 1. Phổ quang định 2. Diệu quang định 3. Thứ lớp biến trụ các cõi Phật thần thông định 4. Thành tịnh thầm tâm hạnh định 5. Biết quá khứ trang nghiêm tạng định 6. Trí quang minh tạng định 7. Biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm định 8. Tất cả chúng sinh sai biệt thân định 9. Pháp giới tự tại định 10. Vô ngại luân định tất cả Bồ Tát đều đắc được 10 thứ thông. một Khéo biết tha tâm trí thông. 2. Vô ngại thanh tịnh thiên nhãn trí thông. 3. Biết kiếp quá khứ túc trụ trí thông. 4. Biết kiếp thủa vị lai trí thông. 5. Vô ngại thanh tịnh thiên nhãn trí thông sáu trụ vô thể tánh vô động tác tất cả cõi phật trí thông bảy khéo phân biệt tất cả lời lẽ trí thông tám vô lượng sắc thân trang nghiêm trí thông chín tất cả pháp trí thông mười và tất cả pháp diệt tận tam muội trí thông tất cả bồ tát tù mười thứ quả vị vô thượng đẳng giác nhân vị cùng cực thường gọi là đảnh Tất cả Bồ Tát đều duy tư như vậy. Hy vọng Phật sẽ vì chúng ta mọi người khai thị 10 thứ đạo lý, khiến cho chúng ta hiểu rõ. 10 vấn đề này kinh văn dưới đây sẽ giải đáp. Đợi khi giảng đến thì sẽ minh bạch. Hiện tại trước hết nói về danh từ để cho các vị có ấn tượng ở trong đầu não và nói địa vị của Như Lai, cảnh giới của Như Lai, thần lực của Như Lai, sở tu hành của Như Lai, lực của Như Lai, sự vô ý của Như Lai, tàng muội của Như Lai, thần thông của Như Lai, sự tự tại của Như Lai, sự vô ngại của Như Lai, mắt của Như Lai, tai của Như Lai, mũi của như lai lưỡi của như lai thân của như lai ý của như lai biện tài của như lai trí huệ của như lai sự tối thắng của như lai xin đức phật thế tôn cũng vì con mà nói cả vị đại bồ tát lại tư duy xin nguyện đức phật thương xót hãy nói địa vị của phật cảnh giới của phật thần lực của phật hạnh môn tu hành của phật thập lực của phật bốn vô sở ý của phật định lực của phật thần thông của Phật, sự tự tại của Phật, cảnh giới vô ngại của Phật, mắt của Phật như thế nào, tai của Phật ra sao, mũi của Phật thế nào, lưỡi của Phật ra sao, thân của Phật thế nào, ý của Phật ra sao, biệt tài của Phật thế nào, trí huệ của Phật ra sao, sự tối thắng của Phật ra sao, xin nguyện Phật tử vi thương xót, vì chúng con mà khai thị, khiến cho chúng con minh bạch. Bây giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các Bồ Tát tùy theo mỗi loài mà hiện thần thông. Những vị đẳng giác Bồ Tát một đời bồ xứ đó, trong tâm suy tư muốn thỉnh Phật diễn nói các cảnh giới, đủ thứ thần thông, đủ thứ phương tiện pháp môn vừa hỏi ở trên. Bây giờ tâm của Phật và tâm của Bồ Tát đã thông đạt với nhau, thông đạt như thế nào? Vì Phật có năm nhãn, một nhục nhãn, hai thiên nhãn, ba huệ nhãn bốn pháp nhãn năm phật nhãn sáu thông một thiên nhãn thông hai thiên nhĩ thông ba tha tâm thông bốn túc mạng thông năm thần túc thông sáu lậu tận thông có các thần thông như thế cho nên biết việc tư duy của các đại bồ tát đó rất rõ ràng phật đầy đủ trí huệ tha tâm thông do đó có câu tất cả chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm như lai đều biết thấy trong tâm của hết thảy chúng sinh nghĩ việc gì Phật đều biết rõ Hà huống là tâm của các vị Đại Bồ Tát đó nghĩ gì Phật đều thấu rõ Do đó Phật tùy cơ ứng hiện hóa độ chúng sinh Phật hay dùng thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn để giáo hóa chúng sinh Mỗi chúng sinh đều cảm thấy Phật đang ở trước họ nói Pháp Bất cứ lại chúng sinh nào cũng đều có cảm giác như thế cho nên nói tùy theo mỗi loài mà vì họ hiện thần thông hiện thần thông rồi, ở phương đông trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc, Đức Phật hiệu là Bất Động Trí Phật. Trong thế giới đó, có Bồ Tát hiệu là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, cùng nhau đi đến chốn Phật, đến rồi làm lễ Đức Phật, bèn ở phương đông hóa làm tòa sư tử liên hoa tạng ngồi kiết già trên đó.